Rồi mình cũng mến chào mọi người nha, tiếp tục đi kiếm cá ăn mọi người. Mọi người bên nay qua cái khu vạc lung lung nè, rất sâu nè, đi cập cập mấy vườn với dài dài bờ nè. Rồi ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui, mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Vạc này thì sâu cá bự không mọi người, trong trọng không. Rồi để mình dựng camera lên thì mình quay cho mọi người xem nha. Với cá sặc quá trời gió, cá rô mọi người, đây có rô nữa, rô khủng, đây chín, cá tút bự rồi. Theo lá này cái rô dữ lắm. Cái lóc mọi người, mọi người cá lóc bự rồi, chà bá luôn, cá tục bự rồi.
dùng đất sâu này cá bự bự không. Lóc nè. Trời đầu. Trời gió này cá nó vô bờ. Không biết con cá gì đây, chuối đây, ăn lươn không biết. Nó vô cái bọng cây vậy. Tiêu luôn. Sâu quá, ui cá lóc. À, cá lóc mọi người, vô cái lúc trong bọng cây á. Cái gô theo bự rồi. Cá rô phi. Chuối luôn à. Biết con cá gì đây. Cá lóc quá mà mọi người, cá lóc quá. Ô cá lóc hết được bự rồi. Bá luôn.
Rồi cái lớn cái nè. Con này cả nửa ký á. Bá luôn người. Hết tuyết bự rồi. Tắt lát thì nó nhẹ điện lắm mọi người, rất nhẹ điện luôn. Một giọt này cá nó mau tỉnh lắm, nó vừa ngắt một cái là mà vớt không kịp là mình không bóp nữa là nó tỉnh liền, mau tỉnh. Vừa lặn ra nước sâu này cá bự bự không à, thưa cá chứ cá bự bự không, cũng đủ ăn được ngày đó mọi người. Con lỏng 15 gram luôn trời. Rồi luôn, rồi tiêu. Hèn ơi, cá lóc. Thôi dính luôn rồi. Nó nổi, vớt không kịp. Trời nắng 15 gram luôn. Bơi lẹ quá cũng dở. Lẹ quá hôm kia con nè, nó lần sau á, bơi mình bơi lẹ quá hút.
nuôi lâm gâm luôn rồi. Nó chìm mà nó có mò lắm mọi người. Lé giật nào nào là dính nè. Chút lóng mưa chèn. Lóc mọi người đây. Lên chép bóc bóc. Lạ ăn cả không trời. Rồi tới được xuống sông rồi mọi người. Về rồi. Đủ ăn rồi. Cái này không phải ngày nào mình cũng đi đâu mọi người. Đi 3-4 ngày, 4-5 ngày, đi 5-6 ngày mới đi một lần. Thì chủ yếu là kiếm ăn. Có bán chát gì đâu. Bởi vậy mình đâu có đi tối ngày đâu, như chút à. Rồi, tới chỗ xuống sông rồi. Về mọi người để mình quay cá cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, được nhiêu đây mọi người, được cũng được đây mới cá lóc nè, bỏ trong cái bao bự không. Đây cá đèn thui đã được bên cạnh không, còn còn cá lóc bự, bự không, cá đang thui, còn cá phi với được mấy cái gô bự à. Bỏ ngoài, còn thắt lát. Quá ngon. Đây cái này là mình đi cái cây 32 feet nha mọi người. Đây. Cây 32 feet. Đây là cái tần số mình dặn là không có dặn lên nha mọi người. Nè, để là sắt gạt luôn nè. Dặn lên cỡ này là mạnh lắm. Đi đó là lên dừa. Mình dặn quá thì cá gãy sống chưa. Bình thì mày xài bình 100 be, 150 chứ. 150. Rồi, video mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo mà. Mình cũng bye bye mọi người nha.